Này cả nhà thấy không, cái tàu mo nè, tàu mo khô nè, đó là nói chung là hồi xưa mà dùng ở rồi nhìn cây là hồi còn nhỏ chắc có lẽ là không ai khai lạ gì tàu mo này đâu, đúng không? Nó có cái bài ca là trò chơi thờ bé nay kéo mo cao chờ giọng cô khách nghèo, đúng không? Bây giờ là cái tàu mo cao này bây giờ nó trở thành là quá khứ rồi, kiểu là dĩ dãn rồi đó. Cái tuổi ấu thơ bây giờ nó không còn cái chơi tàu mo nữa mà giờ chơi là game không à. Hello, xin kính chào cả nhà, rất vui gặp lại cả nhà trên kênh Tuấn Tân Phú vui nhộn nhé. Bữa nay Tuấn lại tiếp tục làm một clip review lại là một đoạn clip về má vợ Tuấn bó chổi bằng tàu cao. Ồ, nghe ghê chưa? Đó. Bây giờ Tuấn sẽ mời mọi người cùng theo Tuấn ha, để xem nha. Chào em dạ. Mà cái tàu cao này rồi mình lụm về rồi mình làm sao má? Chuốt gì đó hả? Chuốt vậy nè, rồi lấy cọng này mình bó làm thành cái chổi đó. Giờ nghe cái vụ bó chổi bằng tàu cao này cũng nghe lạ nghe, cái đó giờ người ta bó chổi bằng tàu dừa không có gì ha. Hồi xưa là bó tàu lá chứ, chóc lá như tàu cao, lá gì nước đấy hả? Hồi xưa chóc lá tàu già nước đó. Rồi bữa nay mình mời quý vị cùng theo dõi mẹ vợ của mình bó ra cho mà chổi bằng tàu cao nghe cả nhà đó. Cái đó là thước rồi sẵn hết trơn rồi đó hả má? Sẵn hết trơn rồi đó. Okay. Cái này là chưa thước nè cả nhà. Đó. Đó, cái tàu cao là chưa thước nè. Đó, còn mấy cái đó là thước sẵn ra trơn rồi nè. Đó. Chứng minh cho cả nhà thấy là tàu cao khô nè, thấy không? Thì mình thổi lâu lắm nha. Đâu có làm cái gì mà mau đâu, bỏ công sức ra chổi tàu cao đây cả nhà ơi. Hấp vô đó. Đây là sỏi dây là đầu tiên nha cả nhà, đó một mình chấm chót trên nè, đó chưa quá chổi này chắc mấy chục năm rồi mà. Thôi 16-17 tuổi bây giờ đó, năm nay là 70 tuổi rồi, mấy mấy tuổi rồi đó, đó là đó là bó là ở cái xóm bà ngoại dưới là nó một xóm là bà ngoại bó không á. Ai ở đó, ai ta có lượm tàu cao gì á, cái người đem lại cho ngoại bó. Má dòm theo, thấy cái lúc trước tôi bó theo, dắt cái xào đó, phải nói nhìn sao có
rồi bà con ở xa xa lỡ đi cho hưởng cay cay. Đó, vô được cái đuôi chọt chổi nè cả nhà thấy không? Ok chưa? Ở đây bó chổi ngoài kia là chim kêu nghe đó không? Là bá nghe qua bá ngồi nó có rồi bá ngồi nó theo một bên vậy đó. Từ bà ngoại, bà má ngồi đó luôn hả? Bó vậy. Bá ngồi bá học hoài bá không được. Bá đi lượm đồ cao gì bá đem qua vô bó. Cái bó mà bả thật đi theo đó, bả ngồi bả coi, bả bó không được. Chứ bả gầy rồi, không làm được. Chứ cũng đang khiếu. Nó lại cũng không phải tối gì. Tối gì mà, ví dụ như mà tính người tối dạ. Dài hột sớm là dài tối nó bó không á. Ừ. Cao lắm, vừa cao có hột sát nó dữ dằn lắm. Cái đuôi nó giáp với cái đám lá bên trong một lần. Hôm nay nó yếu, quét cùng cùng nó quét thôi. Hôm nay cái đám chim ở đâu mà nó tụ tập nó kêu gọi nó. Tài chính hả? Cái chính đó. Đó, đây là cây chổi nè, bó rồi cả nhà thấy không, cây chổi bó cũ nè, đó rồi nó đang bó là nữa là thành thảnh gì nè, đó đây là cái cán cầm rồi nha, đó giờ cái lạc lùng nè, đó một lạc nè, nuột hai nuột nè, ba nuột nè thấy không, đó đây là bốn nuột nè, đây là năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười một, mười hai nè, mười ba nuột nữa nè. Đó, cái đuôi chổi này rõ ràng thấy không? Đó, thấy không? Đó. Thấy rõ ràng chưa? Ok chưa? Đó. Đó. Mười cái đuôi chổi này cả nhà. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Nhà má ở tại cái sâu. Đây cả nhà thấy không? Cái tàu mò nè, tàu mò khô nè. Đó là nói chung là hồi xưa mà dùng ở rồi nhìn cây là hồi còn nhỏ chắc có lẽ là không ai xa lạ gì tàu mò này đâu. Phải không? Nó có cái bài ca là trò chơi thờ bé anh ấy kéo mô cao chờ giọng cô khách nghèo không. Bây giờ là cái tàu mô cao này bây giờ nó trở thành là quá khứ rồi, kiểu là dĩ dãn rồi đó. Cái tuổi ấu thơ bây giờ nó không còn cái chơi tàu mô nữa mà giờ chơi là game không à ha, bấm điện thoại không à. Đó bây giờ mình muốn quay để chia sẻ cho mọi người là má vợ mình bó ta chổi bằng tàu mô để gì, để là nhắc nhở cho con cháu sau này biết thời xưa là cái tàu mo cao gì mà cái tàu mo đã khô ruộng rồi mà cũng không có bỏ đó. Cái này là để dành mình cắt quạt được nè, cắt là tôi nói là quạt bằng mo đó, mo cao đó. Còn cái tàu lá khô như gì nè, đó đã vào trước đây nè, đó trước là gì nè, lấy cộng nè, đó thấy không, đó bên trước cũng hai cộng thử cho cả nhà xem nè, đó chưa cộng ra gì nữa không đó. Đó, trước đây là cộng ra gì nè. Đó. Tổng ra là như vậy. Để rồi mới là đang bó nè, ba chút đang bó nè ha. Lạc lùng. Lạc lùng mà lùng dòng nha, cây lùng dòng chứ không phải lùng mình ấy nha. Lùng mà lùng gọi lùng trầm nhà đó nha. Lùng mà lợp nhà xưa, đúng không? Mấy người hồi giờ miền Tây ngày xưa nói biết chứ bây giờ thời buổi bây giờ thì chừng không biết, bây giờ thời buổi giờ bà con không à, đâu có biết cái lùng lọt nhà là chưa đâu
Hồi xưa mà đi làm dễ đập nhà không biết đập nhà gọi đi gì đó. Đó, phải chỗ thành phẩm đây là thấy đẹp không? Đó. Chỗ này đã bó ông dài rồi. Đó, bữa nay mình mới thấy là bó những gì đẹp cái gì đó. Là mình mới quay lại review lên cho cả nhà xem. Đó, cả nhà xem mà cái nhà xem này đó. Ok. Giờ cả nhà xem nha, mình đi ra nha. Ngoài bác cái bác đi đẩy cá chạch á, là người bác đẩy cá chạch thì bác đặng với cái voi của bà Hai Cát á, đã tới thằng xẻo con A Kiển á, một bữa là thao bự là một thao cá chạch á nha. Còn nó cá chạch chi lắm không ạ? Chạch tròn thôi đó thôi, còn đất ở ngoài ấy còn sáu phần một lần đó, để là sáu phần cái cửa gà á, đất đạp một khai rồi đó thì xuồng cá chạch nó chở xuồng mấy phang vậy đó. Mà giết rồi sao cái quá trời. Bắt giết hết. Ngoài mất cá cũng mất hết trời. Dạ. Đó, lặn cái đuôi gì cho nó dè lên đó mà. Ừ. Phải cái chổi quá lâu lắm thấy mau nè. Ra cái chổi ra cả nhà. Vì bó cái chổi lâu lắm bởi vì mình không có quay thẻ mình quay mình chiếu trực tiếp hoài được mình có thể nè. À, bấm dừng lại thằng một lợi cho nếu mà bấm quay hết là cả tiếng đồng hồ nữa cả nhà. Cái chỗ là tiếng luôn đó, bó là chỗ á. Cho nên mình phải có bấm dừng, có nhà thông cảm nha. Bởi vì nó dài, dài quá, cái video dài lắm là mình coi đăng lại nó lâu lắm. Chính. Còn sung sướng nhất là gì Út? Út có phải sung sướng mà mình nó tới đó. Trả chữ cho trường cho thầy rồi là chỉ có chồng thôi. Ông cứ đá là trả chữ cho thầy có chồng. 12 thì phải về đâu hết á. Giúp rồi á. Đã 12 đó. Không ai học qua mà cao bằng nó. Rồi đó học 12 cũng hay lắm mà. Má hồi đó là không có biết đi cầm viết mà để tới trường cậu ba mày, cậu sáu mày, cậu tư mày, cậu năm mày đi học học sinh thầy giáo bổn đi vào cái sau này nè. Chưa con đông đi ăn. Cái thằng đi mà ổng ra ruộng mần cây nữa. Cái này ổng chết rồi, ổng mới 42 tuổi rồi. À, chiến tranh hả? Ừ. Chết mai 42 ổng còn về. Mấy ông về biết gì đến trước gì đó thì ổng về rồi đó. Ổng đi, ổng tới đó, tới nụt tới đó nha cả nhà. À. Rồi cái đó là ở đầu xuống một phía kia. Cái chổi là chổi đuôi phụng nha. Đó giống đuôi phụng không? Ừ. Chổi là đuôi cao nè. Đó. Cái gì chiếc chắc lắm nè cả nhà, chiếc chuột cứ ngắt mà không có mít nữa, giỡn nè.
Đấy, người ta bó chổi mà ấy là gạch sắt luôn ha. Thì nó bó chổi chắc bó dùm nó không chứ đâu tiền bạc gì. Tiền bạc gì hả sớm hỏi bà Năm nè. Rồi ông Tám nè. Bà con không bà Cóc đặng nè bên đó. Bà nhỏ nè. Ở cái bên ông Bảy đó, con Bảy ra. Sớm là dòng họ không rồi tiền bạc gì. Trời má nó có mấy chục cây đó. Con dắt một xào 20-30 cây. Bà con ở xa xa lại thấy chứ. Cho. Đẹp quá trời cái cho người cây cây. Sắp sửa thành cái chỗ ra cả nhà thấy không? Đó. Mấy nụt nữa là lụm đi nữa. Lụm ba tước. Chứ sẵn trơn có đem ra. Con ra thì bó. Bó có sẵn cái đổi. Cái đổi nó ra gì vậy? Má nhà má là nhà không, má đâu có đi ruộng. Có bà ngoại đâu ngoại đi ruộng. Chịu gã lính rồi má không có ưng ba rồi đâu đây đó chuyện mà ba mày mà ông ngoại ông mất rồi đó. Ba mà ông lính nghĩa quân nè ông xuống đốc đó ông thấy gì à ông nói bà nội xuống thấy thằng đá chưa đó thằng cái đuôi chổi đó còn một cái đợt trên đó là lụm nữa cả nhà đó. Đây là vừa bó chổi mà vừa nghe ca sĩ Thanh Đến hát nè cả nhà. Đó, cái chổi là sắp thành cả nhà ơi, chỉ còn hai nụt nữa, một nụt nữa hả má? Giờ đã chặt rồi đó. Giờ tới đó rồi hả? Chổi tàu cao quét lá rung. Đó là chặt cái đó là thành cái chổi hoàn thiện cái chổi không ạ? À. Bó chổi hồi còn thợ con gái hả? Hồi 7 tuổi giờ hả? 7 tuổi rồi. Năm nay cháu nội 26 tuổi hả? Mấy chục năm ghê chưa cái này. Bố là bó chổi nhờ đó ngoại 17 má 17 tuổi là bó chổi này là xài hết sớm rồi. Năm nay năm mấy năm rồi. Ghê không cả nhà? Đó, bó rồi mình chặt cái đuôi đặng mình quét cho nó bằng bằng cả nhà, dễ quét cả nhà. Đó. Cả nhà có ai muốn bó chổi thì xuống đây bà Tư bó giùm cho. Thành chổi đó ha. Rồi cầm cái chổi lên dở lên cây. Chào lên cây mà. Thành cái chổi còn thành cái chổi nha quý khán giả. Chổi này đã hoàn thành rồi đó. Nếu ai muốn cần mà bó chổi thì liên hệ tới Tư. Mà Tư Vlog nha cả nhà. Bây giờ Tư Vlog xin chào và hẹn gặp lại cả nhà coi. Chào quý khán giả nha. Rồi bye bye.